thưa quý vị, cũng như bà con trong chăn nuôi theo hướng trang trại hiện nay, cả các chủ trang trại cũng như bà con nông dân quan tâm nhất đó là những cái chất lượng sản phẩm đầu ra, nó quyết định đến giá thành. Cái thứ hai là vấn đề quản lý dịch bệnh, và thứ ba để phát triển bền vững không để thiếu cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Và một trong những công nghệ được bà con quan tâm thời điểm này đó là ứng dụng những công nghệ sinh học trong phát triển chăn nuôi trang trại, giống như trang trại bác Nguyễn Văn Việt ở đây. Bác là những người đầu tiên ở Chương Mỹ ứng dụng công nghệ sinh học, và đặc biệt đó là ứng dụng cái chế phẩm sinh học của sinh thái trong chăn nuôi phát triển trang trại, và những cái lợi ích nó đem lại rất là thiết thực và hiệu quả. Như chúng ta đã biết, cái trang trại rộng lớn như này, cái vấn đề ô nhiễm môi trường cần phải được đảm bảo, đặc biệt con gà nó phải khỏe mạnh để chúng ta ít sử dụng thuốc kháng sinh để làm sao nâng cao cái chất lượng của sản phẩm đầu ra. Và sau đây chúng ta cùng lắng nghe một số ý kiến chia sẻ của gia đình nhà bác Nguyễn Văn Việt ở xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội trong cái việc ứng dụng những chế phẩm sinh học của sinh thái. Sau khi nắm bắt được cái chương trình về vấn đề sinh thái sinh học, nói chung là sử dụng cái nguồn thuốc sinh học, thì cái là cái nhất để mà nói là trong chuồng là cái mùi hôi của cái chất thải của con gà ra là giảm tới mức tối đa. Cái thứ hai, từ cái chỗ mà nó giảm được cái mùi hôi đó thì con gà tự nhiên khỏe mạnh lên, mà cái dịch bệnh của nó cũng không bao giờ có những cái chuyện là phát sinh bệnh tật, mà con gà nó ăn uống nó đều đặn và nó phát triển rất là khỏe mạnh con gà. Để mà nói về cái thời gian sử dụng đối với con gà này thì cho đến nay là tôi mới sử dụng hơn một tháng này, tháng rưỡi này. Đấy. Và cái mức độ sử dụng thì tôi là cách này tôi cho dùng một lần. Đấy. Và tôi pha theo đúng theo cái trong cái đấy, sách hướng dẫn, và coi như vậy tỷ lệ của nó là 50ml cho 10 lít nước. Thì trong một lần của tôi là tôi dùng là coi như vậy là vào 200 lít, 200 lít là ứng với là 100ml cho một lần dùng. Đấy, mà tôi dùng về buổi chiều sau khi con gà ăn xong là tôi dùng cho uống. Từ tôi đã dùng cái sản phẩm đó thì bây giờ từ cái màu của nó này cho đến cái màu lông, rồi đến cái đuôi của nó ra cái lông hiện nay lông rất mượt con gà. Đấy, con gà rất khỏe mạnh, và chân thì là tím chân, rất là gà già. Đấy, qua vấn đề đấy, cái thuốc đó nó làm cho cái chất lượng của con gà, cái thịt của nó rắn chắc đi, mà ăn cái thịt nó thơm thịt, nó ngọt thịt. Đấy, mà rất là ngon, nên là bà con nên dùng cái sản phẩm đó. Nhưng mà ta dùng trong chăn nuôi thì là nó rất thuận lợi cho cái vấn đề chăn nuôi gia cầm của gia đình. Thank you.
thưa bà con, đây là mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học và sinh thái tại gia đình anh Nguyễn Xuân Tùng ở xã Xuân Nội, Đông Anh, Hà Nội. Và chúng ta cùng tham quan những kết quả sử dụng, những hiệu quả sử dụng của chế phẩm sinh học và sinh thái trên đối tượng chim cút. Thank you.